Mai đi con. Con cào cào có cái cánh xanh xanh, nó bay rất nhanh từ bụi cây sang lùm cỏ. Con cào cào rất thích thể thao nên mới bay nhanh mới nhảy rất cao. Bài nữa nào. Tiếp bài thứ hai. Bài gì giới thiệu đi. Cây xanh xanh vì lá cũng xanh, chim đậu trên cành, chim hót líu lo. Bạn đọc bài cây dây leo đi. Cây dây leo nè. Thôi đọc bài thơ trong đầm gì đẹp. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng ạ, trên nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn là chẳng khô tanh mùi bùn.